Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhằm nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân. Ngoài các thông tin cung cấp tại các điểm giao dịch việc làm, Ngày hội việc làm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk đã cập nhật thường xuyên các thông tin tuyển dụng lao động và nhu cầu tìm việc làm của người lao động qua website, Facebook, Zalo của đơn vị. Trong năm 2023 và 9 tháng năm 2024, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk đã giới thiệu đến các địa phương, trung tâm dịch vụ việc làm hơn 50 đơn vị doanh nghiệp liên hệ tuyển dụng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2024, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk đã phối hợp tham gia và tổ chức 2 ngày hội việc làm, 59 phiên giao dịch việc làm, 32 buổi tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động. Ngoài thị trường truyền thống, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk đã tìm hiểu thêm nhiều thị trường mới như Romania, Singapore, Ba Lan, Úc, Đức, Nga nhằm tạo thêm cơ hội cho người lao động.